là người chơi ở khu vực Việt Nam đã bị mất kết nối, không vào được Roblox mấy tiếng liền. Skate chính thức đã có thông tin ấn định ngày ra mắt event hợp tác với nền tảng Roblox, hay việc Roblox sẽ tặng cho bạn một vật phẩm là cây trượng quyền năng nếu bạn chịu làm điều này cho những người đứng đầu của game, và còn rất nhiều những tin tức khác nữa. Tất cả mọi thứ sẽ có mặt trong video này, cho nên tiếc gì mà không để lại cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nào các bạn ạ. Trong khoảng thời điểm khoảng thứ bảy tuần trước thì mình có nhận được rất là nhiều bình luận của các bạn về việc Roblox của mấy bạn đột nhiên không thể vào được game, lúc đó thì tầm khoảng 9 đến 10 giờ thì phải. Sau khi nghe được tin tức này thì mình đã vội vàng kiểm tra cũng như là tìm hiểu lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho Roblox bị lỗi nặng hàng loạt như vậy. Lỡ không may mà cái lỗi lốt connect quay lại thì có hơi bị toan luôn ấy. Nhưng may mắn làm sao các bạn ạ, theo như những gì mà mình tìm hiểu được thì đây là một cái lỗi gần như là toàn cầu luôn, ai chơi Roblox vào thời điểm đó cũng bị lỗi cả. Cụ thể nguyên nhân là do Roblox và những người đứng đầu đã và đang sửa một số thứ ở trong game. Có thể là họ làm điều này để chỉnh lại giao diện cho phù hợp với sự kiện The Classic sắp diễn ra, kiểu như là thay đổi logo hiện tại thành logo cũ hơn nè, cho nó hợp với không khí thời cổ điển ấy mà các bạn. Tính đến cái thời điểm mà mình làm cái video này thì có lẽ là game đã được fix rồi ấy. Nói chung là lỗi này xuất hiện là do một phần lỗi đến từ Roblox, thế nhưng bạn cũng đừng quá chủ quan nếu có gặp các lỗi này trong tương lai. Nếu mất cảnh giác thì không biết mọi chuyện nguy hiểm gì sẽ đến với bạn đâu, nên hãy cứ cẩn thận một chút thì vẫn hơn nhé. Bộ phim hoạt hình có tên là Stress đã chính thức công bố ngày ra mắt chính thức đối với những người chơi trong cộng đồng Roblox sau một khoảng thời gian dài lộ ra những thông tin rời rạc trước đó. Được biết thì khi hợp tác với hãng Roblox thì Stress sẽ có riêng cho mình một tựa game có tên là Stress Warm Tycoon trên nền tảng game hàng đầu thế giới này. Nhưng điều đáng nói ở đây là trò chơi của gã chàng tinh tốt bụng là một tựa game khác với rất nhiều game hợp tác trước đó của Roblox đối với những hãng và thương hiệu khác. Khi mà trò chơi Roblox này yêu cầu bạn phải bỏ ra hẳn 50 Robux thì mới có thể chơi được. Dù không có ý xấu gì nhưng mà với mức là 50 RB thì liệu có đáng để mà bỏ ra để mà sở hữu game này hay không? Mình không muốn nói điều này đâu, nhưng mà chất lượng của những tựa game hợp tác với Roblox của những thương hiệu khác thì nó không được tốt cho lắm. Về luận điểm này thì cũng đã có rất nhiều dẫn chứng rồi. Mong là game Roblox với mức giá 50 RB của Stress có thể thay đổi được nhiều suy nghĩ của những người chơi trong lĩnh vực game hợp tác. Người chơi sẽ có được một vật phẩm xịn sò có tạo hình của một cây trượng quyền năng, và thậm chí nó còn được mạ vàng nữa chứ. Nhưng bạn cũng chớ hy vọng quá nhiều. Nếu nhìn kỹ vào cây trượng ở bức hình phía trên thì bạn sẽ thấy được những gì mà mình muốn nói, là nó có ý nghĩa sâu sắc gì. Một cây trượng bằng vàng và có tạo hình của một ký hiệu RB to chà bé ở phần đầu như thể muốn nói, à bạn hiểu mình đúng chứ. Được biết cây trượng này có cái tên là Star of Robux Royalty, hay dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có cái tên mỹ miều là nhân viên của Robux Hoàng Gia. Cái tên nghe kêu xe thật nhỉ các bạn ạ. Để những bạn nào quan tâm đến việc sở hữu cái cây trượng vàng này của Roblox để hóa thân thành nhân viên hoàng gia của Robux này thì bạn phải sở hữu cho bản thân một cái gói là 1700 RB ở trong game. Sau đó thì bạn ngay lập tức sẽ có ngay vật phẩm làm bằng golden, thậm chí không chỉ là làm bằng vàng mà nó còn có cho riêng mình một công năng nữa, đó là thêm effect đính kèm theo. Hình như theo mình thấy thì cái hiệu ứng xuất hiện ở cây trượng này là hình RB thì phải. Mình cũng khá là cạn lời với Roblox về khoản tặng kèm luôn rồi đấy. Nếu nhớ không nhầm thì những người đứng đầu của trò chơi này cũng đã từng tặng kèm một lần rồi thì phải. Hình như là một cái headphone màu vàng cũng giống như màu của vật phẩm hiện tại luôn. Cái gì mà Gold Clockwork Headphone thì phải, mình cũng chẳng nhớ rõ mấy. Nhưng có một điều chắc chắn đó là việc Roblox đang trở nên rất là EA, là điều mà không phải ai cũng bàn cãi nữa nhỉ. Không biết tương lai game sẽ đi về đâu đây. Roblox tiếp tục phát triển thêm một tính năng mới, hay là một cơ chế mới gọi là trình chỉnh sửa đường cong Roblox Course mới trong Roblox Studio. Theo những gì mà Roblox cho biết thì tính năng này sẽ giúp cho những người sáng tạo trên nền tảng có thể dễ dàng hơn trong việc thiết kế những gì mà mình muốn thể hiện ra bên ngoài từ trong suy nghĩ. Trình chỉnh sửa đường cong Roblox Curve mở ra những cách mới có thể tạo ra những khoảng cách cuộn tùy chỉnh cho bộ phát âm thanh. Bạn có thể vẽ những đường cong thon để làm cho âm thanh tăng vọt ở một khoảng cách nhất định, giảm xuống không ngay lập tức, hoặc là thậm chí gia tăng âm lượng. Với cơ chế mới, đường cong sẽ được phát triển trong khoảng thời gian tới thì rất có khả năng không hề nhỏ là sẽ có rất là nhiều game được hưởng lợi. Đặc biệt quá rõ ràng đó là phải kể đến những con game kinh dị như là The Mimic, Do, v.v. sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới với tính năng mới được thêm vào Roblox. Thử tưởng tượng xem, bạn đang chơi một tựa game kinh dị mà lúc ẩn nấp khỏi các mối nguy hiểm đang rình rập bạn từng giây từng phút thì bất ngờ có một âm thanh kỳ lạ vang lên và nó càng ngày càng gần hơn với bạn. Ôi, thì ra là một con quái vật do chưa được like và đăng ký đi mà. À thì các bạn hiểu ý mình chứ? Chừng giờ gì mà không ứng đi nào.
hiện tại đã có thời gian đếm ngược chờ ngày ra mắt của sự kiện The Classic Event dành cho những người nào đang mong chờ cái sự kiện cổ điển này. Được biết thì thời gian đếm ngược của event không hiểu vì một lý do nào đó mà bản thân mình cũng không rõ nữa mà ngày countdown lại được diễn ra bên trong nơi tổ chức sự kiện của The Hunt First Edition trước đó không lâu. Có nhiều người chưa biết, có thể là do Roblox lừa cũng nên. Nhiều người khác cho rằng đây không phải là một sự nhầm lẫn của game, mà là do cái sảnh này sẽ là nơi tổ chức mọi sự kiện của game tính từ đây trở về sau luôn. Nguyên nhân cho sự việc bất ngờ này là do Roblox và những thành viên của ban tổ chức sự kiện cũng đã tốn quá nhiều thời gian cho khâu thiết kế sảnh mà cũng chẳng có mấy người quan tâm hay chăng. Và nếu các bạn có để ý thì hiện tại là cái sảnh này cũng đang được trang trí rất là nhiều thứ rồi. Thêm thông tin cho những bạn nào không biết thì hiện tại cái sảnh mà mình đang đứng ở đây thì hiện tại vẫn chưa được đổi tên nha. Vẫn mang cho mình một cái tên cũ đó là Roblox The Hunt First Edition. Tạm thời bỏ qua cái khâu chuẩn bị có phần chưa được hoàn thiện của Roblox đi. Chúng ta sẽ đến phần đếm ngược của game. Đây có lẽ là thứ mà không chỉ mình mà mình tin là sẽ có rất là nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy giống mình, rất chi là hốt luôn. Cụ thể thì thời gian bắt đầu sự kiện sẽ rơi vào khoảng 10 giờ AMPT vào thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024. Thời gian sẽ có một chút sai lệch đối với một số nước nhưng cũng không nhiều lắm đâu các bạn ạ. Hiện tại thì cũng đã có rất nhiều những thông tin rò rỉ về những cánh cổng có trong game sẽ được có mặt ở trong sự kiện siêu hoành tráng sắp tới. Nhìn thấy những cánh cổng này là mình liên tưởng đến những thời kỳ đầu ấy các bạn ạ. Đúng là tuyệt vời và đầy kỷ niệm tuổi thơ thật chứ. Mình sẽ tới đây cho các bạn có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn những cánh cổng đầy màu sắc này nha. Một vật thể lại đang bay trên bầu trời của event The Classic. Như đã thấy trong hình thì đây rất có khả năng cao là một phần thưởng muộn cho những người chơi nào đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao của một thế giới mà họ đi qua. Lần trước là một quả trứng, lần này với Roblox thời kỳ đầu thì sẽ không biết là gì đang nhỉ. Một quả cầu hình những tấm tít chẳng hạn, nghe cũng hay hơn và xịn sò ấy chứ. Bên cạnh đó thì Roblox cũng đã tung ra một đoạn trailer chính thức cho sự kiện nhằm công bố đến khắp người chơi trong cộng đồng game. Và đoạn trailer này cũng sẽ kết thúc cho video ngày hôm nay. Bản thân các bạn xem video này thì các bạn có cảm nhận và cảm xúc như thế nào? Hãy để ý kiến của bạn bên dưới video này để mình cùng biết với nhé. Cá nhân mình thì mình cũng đã nói rất nhiều những clip lần trước rồi. Đó là việc mình thật sự rất là mong chờ cái sự kiện cổ điển Roblox này luôn. Và thì lần trước thì mình cũng đã chúc các bạn rồi. Nhưng mình sẽ nói lại, không về đâu, ngắn gọn thôi. Chúc các bạn, những bạn nào có ý định chơi event Roblox mà mình vừa mới đề cập, có thể có một hành trình vui vẻ nhất ở bên gia đình và bạn bè nha. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay và kết thúc của đoạn clip này. Nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho mình một like và là đăng ký cho mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye và mình xin chúc các bạn ngày tốt lành. Bye bye các bạn.